ai đứng sau nhóm lợi ích chống thủ tướng trong nỗ lực bình ổn giá vàng. Tổng cục thuế mới đây đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền để đưa ra quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán kinh doanh vàng. Công luận nghi ngờ đây là ý kiến xuất phát từ nhóm lợi ích vàng lâu nay vẫn lũng đoạn thị trường vàng ở Việt Nam trong suốt một thời gian dài. Báo Công an loan tin về kiến nghị nêu lên liên quan đến môn bá vàng. Báo Công an Nhân dân vào ngày 4 tháng 5 đưa tin kiến nghị không được mua bán vàng bằng tiền mặt. Bản tin cho biết để siết quản lý thuế với lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, Tổng cục thuế đã kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình cấp thẩm quyền quy định bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt với các giao dịch kinh doanh vàng, đồng thời ra các quy định kiểm soát các giao dịch này. Kiến nghị này đã khiến mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt trong và ngoài nước nổi sóng. Đa số các ý kiến đều biểu hiện thái độ không đồng tình. Theo kiến nghị này, khi người dân tiết kiệm, dành dụm được tiền bạc bằng tiền mặt, muốn mua vàng, họ bắt buộc phải ra ngân hàng để mở tài khoản, rồi gửi số tiền này vào, sau đó mới được quyền thực hiện các giao dịch hay mua bán vàng. Nhiều ý kiến nghi ngờ kiến nghị nói trên bị nhóm lợi ích vàng thao túng. Nhóm này vẫn lũng đoạn thị trường vàng, nay muốn thông qua cơ quan chức năng để làm cho thị trường vàng càng mất kiểm soát hơn. Trong lúc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần yêu cầu các cơ quan chính phủ phải bình ổn thị trường vàng, nhưng thị trường vàng vẫn tiếp tục nhảy múa như thách thức chính phủ vậy. Biểu hiện rõ nhất của nhóm lợi ích vàng là việc các phiên đấu giá vàng của Ngân hàng Nhà nước không thành công, liên tục bị bãi bỏ bởi nhiều lý do khác nhau. Hơn thế nữa, Thủ tướng ra chỉ thị để bình ổn thì giá vàng lại càng tăng. Nay vàng miếng đã cán mốc 87 triệu đồng cho một lượng, một điều xưa nay chưa từng có. Một cửa tiệm kinh doanh vàng bạc ở Việt Nam. Công luận cho rằng trên thế giới, các quốc gia chỉ khuyến khích giảm bớt sử dụng tiền mặt. Chưa có quốc gia nào quy định buộc không được mua bán bằng đồng tiền một mặt hàng nào đó với một ngành nghề kinh doanh nào đó. Và thực tế cũng chưa có ngành kinh doanh nào trên thế giới lại bị áp đặt quy định thanh toán không dùng tiền mặt như vậy. Vậy tại sao Bộ Tài chính lại muốn áp dụng điều tệ hại đó trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc? Trong khi đó, những ý kiến cho biết có nhiều biểu hiện cho thấy nhà nước đang siết chặt quản lý vàng. Khách hàng mua bán vàng yêu cầu ký nhận và ghi đầy đủ họ tên. Có tiệm vàng còn yêu cầu xuất trình căn cước công dân khi mua vàng. Đó là chưa kể đến trường hợp khi người dân cần gấp tiền phải mang vàng đi bán. Nếu lỡ không có tài khoản ngân hàng thì phải làm sao nhận khoản thanh toán đó, rồi sau đó làm sao để đi rút tiền. Có không ít ý kiến phẫn nộ cho rằng chính phủ cứ cấm giao dịch mua bán vàng đi cho nhanh, hay mọi giao dịch mua bán trao đổi vàng thì buộc phải thông qua đơn vị trung gian là tín chỉ vàng. Bằng cách đó, nhà nước sẽ nắm chắc được tổng lượng vàng tích lũy trong dân để huy động theo chủ trương vàng trong dân còn nhiều lắm. Theo tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế, cựu phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị trường Giá cả thuộc Bộ Tài chính cho rằng đề xuất của Tổng cục Thuế có tính khả nghi thấp bởi không phải 100% người mua bán vàng đều là để đầu tư mà mua với số lượng lớn. Tiến sĩ Long nhận xét đề xuất này chỉ phù hợp với những đối tượng mua vàng để đầu tư, mua bán với số lượng lớn mà thôi. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay đang loay hoay với giá vàng. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam thì cho biết, nếu dùng biện pháp hành chính bắt buộc trong thanh toán giao dịch vàng miếng, không dùng tiền mặt nhằm kiểm soát thị trường vàng, nó sẽ đi ngầm hết. Hơn nữa, việc kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ đang tiến tới ngành kinh doanh không có điều kiện. Giờ lại đề xuất không dùng tiền mặt với giao dịch mua bán vàng là mâu thuẫn. Công luận cho rằng với tư duy cái gì không quản được thì cấm, và lãnh đạo nhà nước Việt Nam luôn mang suy nghĩ vàng ở trong dân còn nhiều nên họ tìm mọi biện pháp để làm sao cướp được của người dân. Hết bắt khai báo, quản lý nguồn gốc vàng, giờ đến cấm giao dịch bằng tiền mặt. Đây là quy trình ăn cướp của chính phủ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin ai đứng sau nhóm lợi ích chống thủ tướng trong nỗ lực bình ổn giá vàng. Những sai phạm tày đình của Thái Thanh Quý, Bí thư Nghệ An, vì sao Tô Đại bỏ qua? Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã lập một kỷ lục khi chỉ trong vòng có hơn một tháng đã đánh gục hai trong bốn tứ trụ các nhân vật như ông Thường và ông Huệ, vốn là tay chân thân cận của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã nối đuôi nhau ra đi. Trong đó, Vương Đình Huệ, ông trùm phe Nghệ An, một thế lực chính trị được đánh giá là mạnh nhất trong số các phe nhóm trong đảng hiện nay,
khi mà thành viên của Bộ Chính trị chỉ còn rơi rớt lại 13 trên tổng số 18 ủy viên, nhưng phe Nghệ An vẫn nắm hai ghế. Bí thư Nghệ An Thái Thành Quý. Công luận cho rằng mục tiêu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm hiện nay là bằng mọi giá phải giành được chiếc ghế tổng bí thư. Dẫu rằng ông trùm Huệ Vương đã bị đo ván, buộc phải rời cuộc đua, ông Tô Lâm vẫn phải đánh sập cho bằng được phe Nghệ Tĩnh, bởi đây là mục tiêu mang tính chiến lược. Mạng xã hội những ngày gần đây đã chia sẻ những tin tức liên quan đến bê bối của ông bí thư và chủ tịch Nghệ An. Status liệu bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý và chủ tịch Nghệ An Nguyễn Đức Trung có thoát hay không đã dẫn một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An, đã khai nhiều vấn đề liên quan đến bí thư và chủ tịch tỉnh Nghệ An. Theo đó, Hưng đã biếu bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý 700.000 đô la, biếu chủ tịch Ủy ban Nhân dân Nghệ An Nguyễn Đức Trung 500.000 đô la. Các khoản biếu xét này có liên quan đến các dự án của tập đoàn Thuận An tại Nghệ An, trong đó có các dự án cửa hội bắc qua sông Lam, nối thị xã Cửa Lò, Nghệ An và huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, và gói thầu 14 thi công nâng cấp quốc lộ 15A đi qua tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Hậu, tức hậu pháo của tập đoàn Phúc Sơn, cũng khai rằng đã biếu cho Thái Thanh Quý và Nguyễn Đức Trung mỗi người 1 triệu đô la liên quan đến các dự án của tập đoàn Phúc Sơn tại Nghệ An. Có các khu dự án như khu đô thị Hưng Hòa 1 và 2 tại thành phố Vinh với tổng quy mô hơn 200 hectare. Vẫn theo nguồn tin, Trung và Quý đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 thuộc Bộ Công an gọi ra số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội làm việc đến 7 lần. Tuy nhiên, do Cục trưởng C03 là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm cũng là người Nghệ An, nên đã bày cách cho Quý và Trung khai số tiền đó là của hậu pháo ủng hộ cho tỉnh Nghệ An làm từ thiện. Lập tức, bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Nghệ An và ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống về việc thu chi số tiền kể trên để báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Cục C03 nhằm chạy tội. Bộ trưởng Bộ Công an, ông Đại tướng Tô Lâm. Mới nhất, các nguồn tin của Thời báo .d từ Hà Nội tiết lộ Bí thư Nghệ An Thái Thanh Quý là kẻ trịnh thượng và tham lam vô độ. Từ ngày lên bí thư đến nay, Quý chỉ chọn nhân sự có tiền, có quan hệ, đồng thời sẵn sàng loại trừ những người có tài, có đức, bất chấp sự thiệt hại cho đất nước. Thái Thanh Quý được mệnh danh là Mao Trạch Đông tái thế khi có các mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bừa bãi. Theo đó, Quý quan hệ với một số nữ sinh viên trường cao đẳng Y Nghệ An, giờ đã nâng cấp thành trường Đại học Y Khoa Vinh. Đồng thời, Quý cũng quan hệ với một số nữ sinh trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Người cung cấp rau sạch cho Quý là tiến sĩ Y Khoa Dương Đình Chỉnh, nguyên giám đốc Sở Y tế Nghệ An, nên là bí thư huyện ủy Nghi Lộc. Nguồn tin cũng cho biết ông Chỉnh cũng đã nhận rất nhiều tiền của Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á trong vụ thổi giá kit xét nghiệm COVID-19. Cả tỉnh Nghệ An, ai cũng biết. Vậy mà Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm của C03 lại không hề hay biết. Dư luận cho rằng ông Dương Đình Chỉnh là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ thiết kế xét nghiệm, nhưng đã ném tiền tấn để mà chạy án, đồng thời đẩy giám đốc Nguyễn Văn Định và Nguyễn Thị Hồng Thắm của CDC Nghệ An vào tù đầy oan ức. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong khi Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, nguyên giám đốc Công an Nghệ An, là người có đủ năng lực, trí tuệ, uy tín và kinh nghiệm, đủ điều kiện để bổ nhiệm làm Chủ tịch tỉnh Nghệ An, nhưng đã bị Quý đánh bại. Quý tiến thân nhờ người thầy là Nguyễn Thế Kỷ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương và nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng quê Nghệ An. Cho đến nay vẫn chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc để kiểm tra và xử lý hàng loạt sai phạm của Thái Thanh Quý. Dư luận ở Nghệ An cho rằng nếu không xử lý nghiêm Thái Thanh Quý theo hiến pháp và pháp luật hiện nay thì Đảng sẽ mất niềm tin trong nhân dân. Tờ Thời báo .d chưa có điều kiện kiểm chứng các thông tin vừa kể trên. Mặc dù vậy, chia sẻ để các bạn cùng biết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin những sai phạm tày đình của Thái Thanh Quý, bí thư Nghệ An, vì sao Tô Đại bỏ qua. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.